Tập 2. Sư phụ, sư nương, Mỹ cô, con đã báo thù cho mọi người rồi. Hai người hãy mua nó đi. Tôi cũng không nuôi nổi nó rồi. Đứa trẻ này tên là Thiết Trụ. Hai người hãy mua nó đi. Ôi, cứu mạng chứ. Cứu mạng chứ. Mỹ nữ à. Cứu mạng chứ. Cứu mạng. Bỏ em lại, hãy đưa em đi đi anh à. Đi.
Nhanh lên! Ở đây, nhanh lên! Bên này! Nhanh! Nhanh, nhanh! Sư nương hỏi em tên gì kìa? Con tên là Mỹ Cô à? Em thích không? Vui quá đi. Cút hết đi. Thật là vui quá đi. Lửa? Chỗ tôi không có lửa. Mấy tên ngu ngốc tụi bay. Khốn kiếp! Trên đó chứa đựng linh hồn anh dũng của chiến sĩ Thiên Hoàng, đồng thời cũng nói lên cho chúng ta biết nỗi nhục của họ.
Thiếu tá Suzuki, dân, hãy đặt những thứ này trong phòng làm việc của cô. Phải thắp hương mỗi ngày. Dân. Đã rút ra được bài học lý do mà cô thất bại chưa? Dân à, nói nghe thử. Võ sĩ của chúng ta đều học ra từ trong quân đội. Võ công bình bình, thiếu sức chiến đấu. Hơn nữa, một người mà chúng ta không hề biết đang lén giúp cho bọn người Trung Quốc. Điều này trực tiếp dẫn đến nguyên nhân thất bại cho hành động lần này. Ý cô là do hắn thông minh, chứ không phải do bản thân mình ngu xuẩn. Dân à, là cái người lần trước đánh bại lính bắn tỉa sao? Tôi cho rằng chính là như thế. Theo cô, hắn là ai? Hắn là một người có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, là một quân nhân chuyên nghiệp, giỏi dùng binh bố trận. Bát lộ quân. Dân, nếu nói như thế, bọn người Trung Quốc kia đã bị bát lộ quân thâu tóm rồi. Thuộc hạ cho rằng hiện tại vẫn chưa, nhưng những bát lộ quân này hiện tại đang ủng hộ cho bọn chúng. Điều này chắc là chắc chắn rồi à? Thiếu tá Suzuki nói rất phải. Bọn người Trung Quốc này không những võ công cao cường, hơn nữa ra tay bất chấp thủ đoạn, thoát ẩn thoát hiện. Mỗi người bọn chúng không màng đến mạng sống, cứ như một lũ cô hồn dạ quỷ. Như thế mới khiến chúng ta không thể phòng tránh được. Sư đoàn trưởng, thiếu tá Takashima cứ nói đi. Thuộc hạ cho rằng nên chỉnh đốn lại quân kỷ, nghiêm cấm binh sĩ ra ngoài ban đêm nhậu nhẹt ăn chơi. Có như thế mới không để cho bọn người Trung Quốc kia thừa cơ ra tay. Takashima-kun, có phải Takashima-kun cảm thấy là vì binh sĩ của chúng ta không biết chừng mực nên mới bị giết? Thuộc hạ chỉ là không muốn cho bọn người Trung Quốc kia cơ hội để giết hại binh sĩ hoàng gia chúng ta. Có phải cậu đã bị kẻ địch dọa cho khiếp sợ rồi không? Đủ rồi. Thiếu tá Takashima nói rất đúng. Hiện giờ đúng là có nhiều binh sĩ, gồm cả chỉ huy, không biết chừng mực. Là lúc nên chỉnh đốn lại cho đàng hoàng rồi. Thưa ngài, binh sĩ của tôi rời bỏ quê hương, vượt đại dương. Được rồi, đừng nói nữa. Bọn họ đến là để chiến đấu, giúp thiên hoàng bệ hạ chinh phục thế giới, không phải đến đây để hưởng thụ. Ràng buộc lại các binh sĩ của cậu cho thật tốt, bao gồm cả cậu. Đã rõ chưa? Dân. Thiếu tá Suzuki, người mà cô cần tìm chắc đã đến rồi. Cô đi khảo sát thử thực lực của họ đi. Dân.
giết hết bọn chúng. Nhóm thứ hai, lên! Tốt lắm. Dũng sĩ đều là dũng sĩ cả. Thiếu tá Suzuki, thấy sao hả? Cô cảm thấy mấy người này so với bọn người Trung Quốc kia có thể chống lại bọn chúng không? Hiện giờ tôi vẫn chưa dám chắc. Võ thuật Trung Quốc uyên bác khôn lường. Chỉ khi sau khi giao đấu với bọn người Trung Quốc kia, tôi mới có thể nhận xét chính xác năng lực của họ. Tốt. Thế tôi giao họ lại cho cô đấy. Hy vọng với sự chỉ huy của cô, đội hành động đặc biệt này có thể gột rửa nỗi nhục cho lính hoàng gia Nhật Bản chúng ta, tiêu diệt sạch sẽ từng người một cái bọn người Trung Quốc kia. Dân Watanabe Takio, Yokome Jiro, Sasaki Saburo, bước ra. Trước đây có từng giao đấu với bọn người Trung Quốc chưa? Đã từng à? Thắng hay thua? Có thắng có thua. Giữa chúng tôi đều có thắng có thua, ngang hàng nhau. Cậu không sợ chết à? Trung thành với thiên hoàng, không màng tính mạng. Cậu rất can đảm. Nhưng các cậu hãy nhớ lấy, cái bọn Trung Quốc mà các cậu sẽ đối phó là những cao thủ mà trước giờ các cậu chưa từng biết đến. Gặp phải họ, họ không chết thì là ta chết. Thời đại đấu võ của bọn người Trung Quốc đã kết thúc rồi. Các cậu đều là cao thủ tuyệt đỉnh trong số các ninja Nhật Bản.
có đầy đủ các phẩm chất ưu tú nhất của ninja Nhật Bản. Bây giờ, việc các cậu cần làm chính là diệt trừ tận gốc kẻ thù của người Nhật Bản chúng ta. Watanabe Takio, hiện tại cậu chính là tổ trưởng tổ 1 thuộc đội hành động đặc biệt. Dân. Yokoki Jiro, cậu là tổ trưởng tổ 2. Dân. Sasaki Saburo, cậu là tổ trưởng tổ 3. Dân. Ngoài 10 người chúng ta, sư đoàn trưởng còn phái thêm cho chúng ta 20 tên võ sĩ. Chúng ta hiện tại là một tập thể của 30 người chia thành 3 tổ. Trước hết, các cậu phải chịu trách nhiệm cho tập thể này. Trong tập thể này, luật lệ chỉ có một điều: người không phục tùng mệnh lệnh thì giết. Nghe rõ chưa? Về tình hình của bọn người Trung Quốc kia, phó đội trưởng Takashima sẽ giới thiệu chi tiết cho các cậu. Đi đường vất vả rồi. Giải tán. Vì để dò thám võ công của bọn chúng, giết chết biết bao chiến sĩ của chúng ta. Suzuki, em càng lúc càng tàn nhẫn rồi. Chúng ta đang chiến tranh đấy, sư huynh, không phải đang so tài võ nghệ. Thế thì họ cũng nên chết dưới đao của kẻ thù, chứ không phải chúng ta. Như thế chỉ khiến chúng ta càng thêm bị sỉ nhục mà thôi. Vinh dự từ đâu mà có? Chỉ nhờ vào việc giết hại những người võ nghệ không bằng bản thân sao? Vinh dự chỉ thuộc về kẻ thắng cuộc. Thế cũng không thể lạm sát kẻ vô tội chứ. Takashima Shoji, em cần những chiến sĩ rất mạnh mới có thể thắng được đối thủ. Nhân từ cho chính nghĩa thì không thể dư gì kẻ địch đâu. Thế chỉ dựa vào sự hung tàn cũng đồng thời không thể giành được chiến thắng. Thắng và thua trong chiến tranh không phải anh hay em có thể quyết định được. Nhiệm vụ của chúng ta chính là phải tiêu diệt cái bọn người Trung Quốc kia. Chỉ nói riêng với cái nhiệm vụ này, chúng ta chỉ có thể thành công, không được thất bại. Anh biết trên vai em phải gánh rất nhiều áp lực, nhưng dù cho thế nào, cho nên em cần sự ủng hộ của anh. Đừng để em thất vọng, sư huynh. Em biết máu của em đang lạnh dần, nhưng trên mảnh đất Trung Quốc này, mỗi người họ đều hy vọng chúng ta đi chết. Cho nên chúng ta chỉ có thể biến bản thân trở thành một con dao lạnh lẽo. Anh nhất định sẽ dốc hết lòng ủng hộ em. Vì em, tôi chưa từng mang đến mạng sống của mình. Nhưng mà Suzuki, anh nói em nghe, dù thế nào anh cũng không hy vọng em trở thành bộ dạng như chỉ huy trung đoàn đôi hai ra. Chiến sĩ là một chuyện, cầm thú thì là một chuyện khác rồi. Em chỉ là một chiến sĩ, mãi mãi như thế. Anh đi ra ngoài trước đi, giới thiệu cho họ bọn người mà chúng ta cần đối phó là người thế nào. Anh sẽ nói với họ
Thấy chưa, tôi đâu có lừa cậu. Rốt cuộc là cậu có đến không? Nếu cậu không đến, tôi bỏ mặc cậu luôn đó. Tôi đến, và cả chị tôi, cha mẹ tôi cũng sẽ đến đó. Cái này tặng cho cậu. Đẹp quá đi. Tôi không nói với cậu nữa, tôi phải về tập dược đây. Nếu không thì cha tôi sẽ giận tôi mất. Vô Kiều, hôm nay tôi hát chính đấy nhé. Ai không đến thì người đó là khốn. Xem kìa, hay thật đấy, hay thật. Xem đôi rồng phượng kia đẹp biết bao. Đúng là không tệ ha. Không tệ, thật tuyệt, náo nhiệt quá. Tốt, tốt, tốt lắm. Hay ghê, bà xem kìa. Hay thật, quá chàng tốt, hát cũng tốt nữa. Hay, hay lắm. Hay lắm. Cậu đừng khiêm tốn nữa. Sư phụ của cậu, Bộ Lăng Tiêu, cũng là một người nổi danh trong giang hồ. Tuy tôi không biết ông ấy đã truyền dạy những gì cho cậu, nhưng cậu nói cậu cũng không biết võ công thì là điều không thể. Cậu có thể che giấu với mọi người, nhưng cậu không qua mắt được tôi đâu. Cậu có thật là muốn làm rể nhà tôi không? Tôi rất ưng cậu. Thiên sinh, tôi khuyên cậu một câu. Ở nhà họ Tống chúng tôi mà không biết võ công thì không có được chút địa vị nào đâu đấy. Mẹ, cái ông này, nếu đã thế, bác phụ có thể cho phép thiên sinh xem thử tuyệt học võ công của Vô Kiều muội muội, giúp thiên sinh chuẩn bị tâm lý trước à? Nếu thiên sinh tài nghệ không bằng người khác thì cũng không làm mất mặt trước mọi người. Như thế có được không ạ? Được, thế thì đơn giản thôi, đỡ phải đấu từng vòng một. Thế này đi, cậu và Vô Kiều mạnh ai dùng võ nghệ của bản thân biểu diễn ra. Chỉ cần tuyệt kỹ của cậu khiến tôi hài lòng, tôi sẽ gả Vô Kiều cho cậu. Bác phụ, bác mẫu, thiên sinh cung kính, chi bằng tuân mệnh. Cậu Liêu, mời xem. Dân bác phụ. Đây đều là những hạt đậu xanh căng tròn. Bác phụ, thiên sinh đã nhìn rõ rồi à? Vô Kiều, mau mang đậu xanh đưa cho cậu Liêu xem thử. Thank you.
cậu Liêu mời. Quả là danh bất hư truyền, thiên sinh bái phục. Tiếp theo là tới lượt cậu rồi đấy. Bác phụ, thiên sinh lúc nãy đi từ hậu viện qua đây, có nhìn thấy một cái cây. Có thể cho phép thiên sinh mượn dùng cái cây ấy không ạ? Mời. Mời bác phụ. Được. Mời bác mẫu. Bác phụ, có thể mượn cái cây để dùng không ạ? Được. Mời. Thiên sinh, xin lỗi. Hai người hãy mai phục ở đây, thấy tín hiệu của tôi thì lập tức ra tay. Vâng.
Vũ Kiều. Cô có ở trong đó không? Vô Kiều. Vô Kiều, tôi muốn gặp cô. Cô ra đây đi, chúng ta nói chuyện đàng hoàng nào. Vô Kiều, nếu cô có ở đây thì đáp lời tôi một tiếng được không? Cô đừng trốn tôi nữa. Vô Kiều, cô ra đây đi. Tôi sẽ cùng cô chữa lành nỗi đau trước kia. Tôi sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ cô. Vô Kiều. Vô Kiều. Vô Kiều. Vô Kiều. Vô Kiều, tôi biết là cô. Vô Kiều. Vô Kiều, cô ra đây đi. Tôi có lời muốn nói. Vô Kiều. Vô Kiều. Vô Kiều. Vô Kiều. Vô Kiều. Vô Kiều. Hãy tha thứ cho tôi. Vô Kiều. Vô Kiều. Vô Kiều. Vô Kiều.